Tối qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang đã tham dự và có bài phát biểu tại tiệc tri ân do Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tổ chức. Năm 2024 là năm hai quốc gia tích cực triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, hiện thực hóa các cam kết trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là địa phương tiên phong trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Hoa Kỳ hiện là nhà đầu tư lớn thứ 9 trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại thành phố, với hơn 600 dự án đầu tư trực tiếp có tổng vốn đầu tư sắp xỉ 1,6 tỷ đô la Mỹ. Về thương mại, tính đến hết quý 3 năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 8% tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Hoa Kỳ trong cùng kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang đánh giá cao ý nghĩa của đêm tiệc tri ân là dịp để tôn vinh những hoạt động cộng đồng ý nghĩa của các doanh nghiệp thành viên AmCham. Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp Hoa Kỳ trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ đầu tư thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và bảo vệ môi trường. Hai bên đã cùng nhau trao đổi tạo điều kiện phát triển cho ngành fintech tại Việt Nam, một chủ đề đang được chính quyền, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Thành phố cũng mong muốn tiếp tục phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp thành viên AmCham để triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, thực chất, điểm nhấn cho năm sau.